Trang Pháp khóc hết nước mắt khi Huyền Baby bị loại ở Chị Đẹp Đạp Gió Dễ Sóng 2023, thân thiết cỡ nào? Công diễn Nam ngập tràn những giọt nước mắt tiếc nuối không chỉ của các chị đẹp mà còn của khán giả khi hàng loạt nghệ sĩ phải nói lời tạm biệt hành trình đạp gió dễ sóng. Huyền Baby là chị đẹp khiến nhiều người phải nức nở vì kết quả bị loại trước chung kết ngỡ ngàng đến khó tin. Là người bạn thân thiết nhất, từng chung team với Huyền Baby đến 4 lần, Trang Pháp đã òa khóc nức nở khi nhận ra đồng đội của mình không quay trở lại phòng chờ. Những giọt nước mắt của Trang Pháp như thay tiếng lòng các fan không chấp nhận kết quả về việc Huyền Baby phải ra về. Không chỉ khóc hết nước mắt ngay tại trường quay, mà sau khi tập mới nhất phát sóng, Trang Pháp đã đặc biệt đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc lên trang cá nhân của mình, gửi gắm đến người bạn thân thiết. Em bé của chị, em vẫn luôn xuất sắc từ giây phút chị em mình dắt tay nhau cùng bước vào cánh cổng của chị đẹp và qua từng công diễn cho tới tận bây giờ. Chị đã phải dành em về đội hình đầu tiên khi có cơ hội đầu tiên được lựa chọn, vì chị đã nhìn thấy điều đó từ ngày đầu tiên. Em giỏi mà em không biết em giỏi luôn, đó là điều dễ thương nhất ở em. Dù ở vị trí nào, trong hay ngoài chương trình, thì em vẫn luôn tài năng, lộng lẫy và cực kỳ tình cảm, đáng yêu. Hãy luôn là Huyền Baby nhé, vì em chỉ có một. Cả Trang Pháp lẫn Huyền Baby đều thuộc top những chị đẹp được khán giả yêu quý nhất khi comeback tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng sau nhiều năm vắng bóng. Sau khi tham gia chương trình, mối quan hệ giữa cả hai trở nên khăng khít, khiến nhiều khán giả cực kỳ thích thú. Ngay từ tập phát sóng đầu tiên, cả hai đã cho khán giả thấy những tương tác cực kỳ đáng yêu và thân thiết. Sau 5 vòng công diễn, duyên phận đã đưa Trang Pháp và Huyền Baby chung đội đến 4 lần. Thậm chí, lần chia cắt ở công 2 khiến cặp bạn thân này phải sướt mướt không nỡ rời xa. Trang Pháp luôn tỏ ra là một người cực kỳ ấm áp khi thường xuyên an ủi, dành cho Huyền những cái ôm mỗi khi thấy bạn mình gặp áp lực. Cả hai có những tương tác cực kỳ đáng yêu và thoải mái khi bên cạnh nhau. Những đoạn hậu trường được chương trình đăng tải thu hút nhiều lượt tương tác từ khán giả nhờ sự thân thiết tình bể bình của cặp đôi. Cả hai tỏ ra cực kỳ hợp cạ khi luôn xuất hiện như hình với bóng, có những màn đối đáp đùa giỡn vui nhộn rất thân thiết. Không những hợp về tính cách mà tài năng của cả hai cũng tương đồng khi luôn là các chị đẹp có phong độ nổi bật nhất xuyên suốt cuộc thi. Mới đây, tại sự kiện thương hiệu của Huyền Baby, Trang Pháp đã xuất hiện rất sớm tại thảm đỏ và có màn tương tác với cô bạn thân viral trên mạng xã hội. Cả hai quấn quýt ôm lấy nhau khi gặp lại tại sự kiện này. Không những thế, Trang Pháp đã cùng Ninh Dương Lan Ngọc và Diệu Nhi bế chăn lên sân khấu cùng Huyền Baby diễn lại tiết mục mashup Hoa Nở Không Màu và Bông Hoa Đẹp Nhất ở vòng công 4. Trang Pháp còn đặc biệt viết hẳn lời rap mới cho bài hit Chỉ Là để dành riêng cho sự kiện của Huyền Baby. Cô nàng đã tranh thủ 3 tiếng đồng hồ để sáng tác lyric mới vì sợ chưa thuộc kịp lời nên đã có màn chép phao ra tay, bị khán giả tình ý phát hiện. Hơn ai hết, khán giả cảm nhận được sự chân thành giữa tình bạn của cả hai nữ nghệ sĩ. Nhiều người hy vọng sau chương trình, cả hai vẫn có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ khăng khít và thậm chí là có thể cùng nhau ra một sản phẩm âm nhạc để đời. Được biết, hot girl Huyền Baby, tên thật là Đặng Ngọc Huyền, sinh ngày 22 tháng 10 năm 1989 tại Hà Nội. Mỹ nhân 8X nổi tiếng là một trong những hot girl đời đầu tại Hà Nội, cùng với Thủy Top, Mi Vân, Hoàng Thùy Linh. Nàng búp bê từng lọt vào top 8 cuộc thi Miss Teen 2008. Sau đó, người đẹp tham gia nhiều lĩnh vực trong làng giải trí như đóng phim, người mẫu ảnh. Năm 2011, Huyền Baby cùng với Hạnh Sino và Emily thành lập nhóm nhạc B-Silly. Nhóm ra mắt khán giả nhiều sản phẩm âm nhạc tạo được tiếng vang như Bật Khóc, Dù Em Vẫn Biết. Năm 2013, Huyền Baby bất ngờ lên xe hoa với đại gia Quang Huy, ông chủ chuỗi hệ thống khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chính thức trở thành nàng dâu hào môn. Từ đây, cái tên Huyền Baby dần vắng bóng trong làng giải trí. Chuyện tình giữa Huyền Baby và ông xã Quang Huy đẹp tựa bước ra từ cổ tích. Để rước được nàng về dinh, đại gia Sài Thành không quản ngại đường xá xa xôi, cứ mỗi 2 tuần bay qua bay lại giữa hai đầu thành phố để được gặp người đẹp. Sau 2 năm, Quang Huy đưa ra tối hậu thư hoặc cưới hoặc chia tay. Cuối cùng, mỹ nhân 8X quyết định nam tiến cùng chồng, xây dựng tổ ấm gia đình, bỏ lại sự nghiệp đang thời kỳ nở rộ. Làm dâu hào môn, hot girl Huyền Baby được ủng hộ tuyệt đối trên con đường kinh doanh. Hiện tại, người đẹp không tuổi sở hữu một thương hiệu mỹ phẩm riêng, có cơ sở sản xuất khá lớn tại Hàn Quốc. Tháng 11 năm 2013, Huyền Baby hạ sinh ái nữ đầu lòng, tên là Củ Cải. Đến năm 2017, người đẹp hạ sinh thêm bé trai thứ hai. Cộng đồng mạng hết sức vui mừng và ngưỡng mộ khi sau 2 lần sinh nở, nàng hot girl dường như lão hóa ngược với thân hình gợi cảm, vòng nào ra vòng nấy. Lấy chồng đại gia với gia thế khủng, Huyền Baby từ hot girl mạng trở thành bà hoàng, lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu. Người đẹp liên tục xuất hiện trên những chiếc xe sang, trên người đắp toàn hàng hiệu. Cô liên tục check-in những chuyến du lịch tại nước ngoài, ở trong những khách sạn xa hoa bậc nhất thế giới, được xây dựng dành riêng cho giới thượng lưu. Ông xã Quang Huy không tiếc tay đầu tư cho vợ đi làm đẹp,
ủng hộ vợ mặc lên người những bộ váy sang chảnh, gợi cảm, khoe trọn vẹn vóc dáng cơ thể. Ở tuổi ngoài 30, Huyền Baby ngày càng nhuận sắc, khiến nhiều chị em cùng thời phải ghen tị. Năm 2018, Huyền Baby gây sốc khi tiết lộ cô được ông xã tặng biệt thự cao cấp giá trị 5 triệu đô, tương đương 114 tỷ đồng, tọa lạc ngay trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tiện nghi đẳng cấp với trang thiết bị hiện đại nhất, nhập khẩu trực tiếp tại nước ngoài, bà mẹ hai con khoe riêng căn phòng ngủ đã chất đầy hàng hiệu như showroom cao cấp. Đến năm 2020, người đẹp không tuổi tiếp tục gây choáng váng khi khoe món quà nhân dịp Valentine của ông xã là căn biệt thự khác có diện tích lên tới 1.000m2, tổng giá trị lâu đài lên tới 100 tỷ đồng. Không gian sống cao cấp với những thiết kế đắt đỏ, ông xã Quang Huy không tiếc tay đầu tư hẳn phòng gym, sân tập golf cho vợ và khu vui chơi cho các con. Hiện tại, cả gia đình đã chuyển vào và hưởng thụ không gian sống xa xỉ trong căn biệt phủ rộng lớn mới. Là yêu nữ hàng hiệu của làng giải trí, Huyền Baby sở hữu khối lượng hàng hiệu đắt đỏ khổng lồ. Kỷ niệm 10 năm bên nhau, giữa tháng 5 năm 2022, người đẹp được ông xã chuyển 24 tỷ đồng để mua sắm cho đỡ buồn chán. Dù đã kết hôn hơn một thập kỷ, nhưng Huyền Baby thừa nhận cô vẫn đang tận hưởng cuộc sống được ông xã cưng chiều hết mực như nữ hoàng. Sau những thăng trầm trong hôn nhân, ông xã luôn là người nhường nhịn. Đến bây giờ mình mới thấy quyết định của mình thật đúng đắn, cũng gặp được người đàn ông tốt và yêu thương mình. Quan trọng là tính cách và có gắn bó được với nhau lâu dài hay không. Thế mới nói, thành công lớn nhất của người phụ nữ chính là tìm được người đàn ông của cuộc đời mình. Mỹ Nhân 8X chia sẻ. Thành công với việc kinh doanh, thụ hưởng khối tài sản khổng lồ, chồng chiều chuộng, Huyền Baby vẫn quyết tâm quay trở lại showbiz với chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Gây sốt với gương mặt như búp bê, thân hình quyến rũ không tì vết của mẹ bỉm hai con nhận được rất nhiều sự chú ý. Người đẹp chia sẻ cô muốn trải nghiệm, thử sức bản thân sẽ đi xa đến đâu khi ở trong một môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Không có bất kỳ hoạt động nào trong suốt 10 năm, nàng hot girl phải dành thời gian luyện tập lại, từ giọng hát cho đến vũ đạo trong suốt 2 tháng. Tuy nhiên, bà mẹ hai con như được sống lại với đam mê khi còn trẻ, nối tiếp lại thanh xuân mình đã từng không lựa chọn. Ở tuổi 34, Huyền Baby từ hot girl mặt búng ra sữa đã chuyển mình thành hot mom sang chảnh thời thượng. Tham gia một show truyền hình thực tế ở thời điểm hiện tại đặt Huyền trước nhiều thách thức. Người đẹp phải cân bằng việc chăm sóc cuộc sống gia đình với hai nhóc tì, điều hành công việc kinh doanh và đầu tư hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, người đẹp nhận được sự ủng hộ hết mình từ hậu phương là ông xã Quang Huy và gia đình. Anh là người chu đáo nên cố gắng hỗ trợ toàn bộ mọi việc để vợ có thể tập trung cho chương trình, đầu tư cho vợ mặc đẹp xuất hiện trước công chúng. Anh cũng là người đưa đón Huyền đi sớm về muộn cho những buổi quay đêm. Cuộc sống hiện tại của Huyền Baby viên mãn khiến nhiều người phải ghen tị.